Lâu lắm mới thấy anh ra chợ phải làm cái phóng sự đấy. Con đấy có phải con đợt mà cầm cầm nhỉ? Không phải nhỉ? Không, con cầm ở nhà. Đã cái đồ đó một số. Con đấy là bao tiền nhỉ? Hả? Đấy là bao tiền nhỉ? Thế còn em này? Con bên đấy thấp hơn một chút, 2.2. Lộc Vương thì sao anh? Vâng. Ui, tí nữa phải đi làm thế này, chỉ có ra đây được thôi. Xa lắm rồi. Trên phố. Hay ra tí mà mưa mà chả thấy cái cây gì hay ho. Loằng ngoằng quanh. Còn vừng. Lộc Vương này bao tiền anh? Hả? Lộc Vương này bao tiền? 1.500.000. Chơi hay quá. Hai anh à? Ôi, em vừa ra bây giờ lại vừa mưa. 1.500.000. Điều lên hơi to. Em mới cắt. Mới cắt. Nhìn thì có vẻ hoành tráng mà chả có gì mà nó được phát đây thì nhỉ? Nó che đỡ chứ. Vậy có chân. Trên này thì không sao, có chân. Bệ. Đấy, mới ngon được. Con rành rành này hay này. Đâu? Mấy con rành rành mini kia, con kia hay. Đấy, nhiều rất nhiều đồ để chơi. Này rất hay. Hàng đẹp không? Hàng rất bây giờ vẫn đúc mấy cái này nhỉ, hay đấy nhỉ. Đây là rành rành. Rành rành. Kinh nhờ dễ ác nhỉ. Cái mặt này. Giờ này nhiều rành rành thế nhỉ. À, anh à. Em, đây cây. Đấy. Ôi giời, kinh nhiều lắm. Đẹp hơn à, đẹp hơn bữa trước à. Đấy. Đấy, mẹ. Quả ra man chưa? Rình rành đấy. Bé bé này mà quả ác nhỉ. 2 đồng, 2 đồng rưỡi, 3 đồng. Cái này bấm đâu này đấy, có đốt này, đốt thì mình bấm ra đây. Đúng rồi, bấm ra này. Rình rành thì dễ, cắm cành cũng sống rồi. Này con này đầy quả này. Bé bé đầy quả. Thế con nguồn to này thì như nào anh? Con này 6.500.000. Ủa, một cây nhỏ mà có tay này không dễ đâu. Riêng rành cây nhỏ mà lại được có tay này không dễ, phải làm cùng với buổi cây. Mà làm không có thật nó phá mất, không làm, không làm được. Không có thật là nó vọt lên mất luôn. Bắt lấy cây xanh về mẹ đau cả đầu vì liệu phải cắt đi. Cái nào? Không biết đâu thế gì cả, nó cũng lòng hoàng quá là mất. Nó bắt nhiều mà. Bắt nhiều mà. Cây của ai anh? Cây của bác Trương này. À đấy à. Cái xanh mini đấy. Về lại có đau cả đầu. Đau đầu. Bịt cái này bịt cái kia lại mãi bắt đầu mới cắt được ra cái thế. Nhiều khi dây lòng hoàng quá nhìn hoang mắt. Rất dây rứt. Có cây làm biển còn toàn xanh hạt hết. Chưa có em nào nó xuất sắc tí nhỉ? Không, cây này là điện. Nhìn cành. Quánh tán mấy kiểu lợn con này đều bỏ nhau. Vậy mà to rồi. Không biết chị Vân thế nào bán phản đồ sáng biệt. Bán là được. Yên tâm. Hôm nay về phải thu lấy lại tay hết. Để run dế này mệt lắm. Thu lại tay.
có dây mà không cắt bọn mình chợ nó cũng thế thằng đối quá thôi chơi thế này quá không con điên mà được như này này thôi rồi khỏi về bàn đá này như thế này mình bán ra được thế lấy tay bịt lại bịt kia lại mình dùng mãi người chơi kia khác người ta chỉ chơi đây mình làm bóng không làm bóng chỉ còn lấy bóng làm bóng để bán con này cũng hay nhưng mà tay phải làm có điện như này thì không lấy hoa giấy không lấy hoa giấy dòng hoa tím hoa vàng tím như mặt ô trong khó được kiếm bê khó này 6 triệu thì ghê quá. Ghê quá, nó già. Cái già. Không không phải là cái cây cắt đấy mà cái ba cái cây kia. Rồi của bạn chắc ná. Chưa kiếm được cái phôi nào ra hồn rồi vậy. Quất. Giờ đang đi săn làng với lại cổ thụ anh Trương ạ, nhưng mà bé thôi. Làng cổ thụ mini ở đây đấy. Trời, nhìn nó vẫn sương mắt. Hiếm quá, khó kiếm quá. Đắt thôi. Đắt. Mấy chục một con đấy. Bằng cổ tay là mấy chục con. Đắt nhưng mà sắp ra miếng. Đấy. Sợ nhu cầu không chịu được nhưng mà có. Ôi vẫn có người chơi đấy. Người bán lâu lắm. Ra đây là mấy trăm làm đôi con để đây thôi. Một khách. Và phải có một hai con xuất sắc để đây. Thường ghi những cái đấy chủ yếu những thanh quê với phần thanh điển. Rồi, quê, giờ quê chơi quê nhiều mà. Em toàn quê. Thanh quê mà nó gạt đây là chỉ là nó cũng có nhưng mà Tường Vi. Đấy, cái đội chơi, đội phố cổ nó săn kinh lắm. Bàng biết sung chết, chưa cho ra. Đấy, mình dành đấy. Nhiều dành ghê đấy. Đây, 3-4 con. Đằng kia này không có gì. Chú lại đấy à? Vừa lượn qua tí. Nay vẫn vắng lắm. Xe... Đấy, sáng đã thu tiền rồi. Có bao tiền kia lục cái nào ấy? Anh đấy là hay đấy, chơi hay đấy. 6 triệu. Chính ông nào chơi con xanh này hay này, hơi cổ tí. Cổ. Cổ. Ra đằng kia chưa anh? Chưa. Ngồi kéo. À. Đi lao. Chơi mấy hàng tiền rồi nhìn cái hàng này chán. Mệt đấy. Đi ra đây cho vui. Ừ, đi đóng nghĩa tí cho vui. Biết đâu nhiều khi cũng vật được đôi con ấy. Nhưng mà đấy, hiếm lắm. Cái đội tân ông kia cũng lượn cũng mọc quạc hết mẹ. Ừ. Ông đấy ở đây ông thủ địa đây. Mình không sớm mấy không kịp được. Không kịp được, khó lại phải ông bắt. Thế. Cái quả này nó còn nhiên phải luộc chứ này. Ngồi. Đây à. Vào đến đấy rồi anh em khó móc ra lắm. Ở trước đêm nó mới hay có hàng ngon mà giờ ít. Thì trước đi đêm sướng. Đi ở đây này. Giờ đi mất công. Không chơi miền Nam. Đây, dưới giết các khu và không chơi cây miền Nam. Đây, mấy cái nhà cái xe bên này có cái gì? Rãi bên này, bên kia là về ông Trường. Này. Gì đây?
À đây vừa nãy là mẹ. Mình xem vừa nãy không biết cái gì, bây giờ biết cái xanh. Cái xanh. Xanh. Ôi mẹ mặt này chán quá. Mặt này chán quá. Bỏ qua con này đi. Không duyệt được. Sai à? Vâng, sai. Đấy. Mấy phiên rồi đi chợ không có cây gì hay ho, buồn quá. Mưa này bọn nó xin. Vâng. Cần phăng cần thiết. Nhài. Kinh Sam. Chán thèm muốn hỏi giá quá. Sớm. Hồng phấn mình chơi cái hồng phấn cái hoa này. Đây. Bồ đề. Cái gì hay. Này, ít cây quá nhỉ. Để ra khu vực bên này. Hoa hiếc. Ngũ sắc bày như lưỡi con. Đấy. Chắc là đẹp nhất chợ hôm nay đây rồi. Hôm nay chợ vắng quá. Chả có gì. Chợ hôm nay thôi. To quá nhỉ. Này đang định giá là bao nhiêu đấy anh chị? 20 hay 50? 50 nhỉ. 20 thì lại ấy quá. Liền này. Liền này. Chờ nó con này ra đây. Ác đấy. Phép anh sờ tí nhá. Con này bao tiền ở đây cả? 4,5 triệu anh. 4,5 triệu à? Vâng. 4,5 triệu. Mình nhỏ bé đứng ở đây, mình nhỏ bé quá. Cây. Quá hay. Năm mươi triệu. Anh đấy mua kẹo với lắm rồi. Alo. Đẹp quá trời. Cái này bao tiền? Mấy? 45. Đẹp nhờ. Xẹo hơn nhiều hết. Đúng đó. Đúng. Đúng thế. Đúng ở dưới này là mưa không ngớt đâu. Đúng ở dưới này là mưa không ngớt đầu đâu. Vào nhà vườn cũng phải đôi trăm. Mà thích chả nhẽ là trả bằng nửa. Giống như thế nó phải mang ra chợ đẹp đấy nhỉ. Cũng về cũng phải làm à, về phải làm mà làm được. Được cắt cái dễ nhỏ đi cho nó làm bột can được. Ông con kia là 4 triệu rồi đây. Chụp lọ cái cành cắt ra nó cành không à. Xem mặt sau phát ra
3 ngày phải khoái này. Một loạt mẫu đơn đơn vàng. Rồi để sang các gái đi ra bên đằng kia phát anh đâu ạ? Đây đi ra đây.